Dạ, Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Dạ, hôm nay Ngọc làm một món đó là gà hấp dao lam. Thì Ngọc có chuẩn bị đây là dao lam 3 cái và lá chuốt với sả, thì Ngọc lót ở dưới cái nồi. Rồi gà thì Ngọc đã làm rửa sạch sẽ, rồi mình sẽ chần nó qua nước sôi một cái, xong rồi chọn bỏ vô cái nồi mình hấp. Thì trong quá trình hấp thì Ngọc sẽ dặn lửa nhỏ, thiệt là nhỏ, nhỏ như thế này nè. Thì trong thời gian hấp thì 20 phút, tùy theo gà lớn nhỏ hay cả nhà. Thì Ngọc thăm chừng thì nó đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra dĩa mình ăn thôi nào. Hello, dạ Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe bình an và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Dạ thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là gà hấp dao lam. Ngọc đã làm xong rồi nè, bây giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc món này nha. Ngọc sẽ thử thách bản thân mình coi ăn hết hai con gà này không nha cả nhà. Thì bây giờ Ngọc mời cả nhà đón xem hết video với Ngọc nha. Để coi Ngọc có ăn hết hai con gà này không nha cả nhà. Trời ơi, rất là ngon cả nhà ơi, hoàng ưu luôn. Đây, gà hấp dao lam đó, rất là ngon cả nhà ơi. Nó bọng, nó mọng nước luôn nè, ngon lắm. Rồi em mời cả nhà nha, đây là chén muối ớt đây, chấm vô. Rồi Ngọc mời cả nhà nha, ngon lắm luôn cả nhà ơi. Ngọc mời cả nhà. Trời ơi, hồi trước tới giờ toàn là ăn có một con gà không à. Bây giờ mình sẽ thử thách ăn hai con gà đúng không, hết không nha cả nhà. Cái thịt nó dẻ một khắc mà nó ngọt lắm cả nhà ơi, ăn gà vườn, gà chạy bộ. Rất là ngon luôn, chấm vô. Rồi em mời cả nhà nữa nha. Công nhận hấp hấp dao lam nó ngon cả nhà ơi. Không biết là khả năng sức của mình có hết hai con gà này không. Quá trời đúng không, em mời cả nhà. Thịt nó dễ sao không, chén quá cũng ngon. Thank you.
Ngon, hai con gà này ngon cực kỳ luôn cả nhà ơi. Trời ơi, nó mọng nước à. Mời cả nhà nữa nha. Dài. Ngon cả nhà. Ngon. Ngon. Tóc nó ngọt. Con thứ hai rồi, em mời cả nhà. Quá ngon, quá ngon. Tan tan. Ngon. Em mời cả nhà.
Ngon, dẻ thịt nó dẻ khác à. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.